Cùng thời điểm, Anthony cũng ra thông báo tối 10 tháng 9 rằng anh sẽ vắng mặt một thời gian ở Man United để giải quyết những vấn đề liên quan tới cáo buộc. Quyết định này dựa trên cơ sở đồng thuận giữa đội bóng và tôi, anh viết. Tôi không muốn gây sao nhãng cho đồng đội và tạo sự ồn ào không cần thiết ở câu lạc bộ. Anthony trở về Brazil, nhưng không được huấn luyện viên Fernando Diniz sử dụng cho loạt trận quốc tế tháng 9. Anh dự kiến trở lại Man United thứ hai ngày 11 tháng 9, nhưng thông báo của đội bóng có nghĩa tiền vệ 23 tuổi vắng mặt vô thời hạn. Anthony một lần nữa khẳng định anh vô tội và phủ nhận các cáo buộc. Còn Man United nói rằng họ lên án các hành vi bạo lực và lăng mạ. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của việc bảo vệ những người có liên quan trong vụ này, họ viết thêm. Chúng tôi nhận thức được ảnh hưởng của cáo buộc với những người đã trải qua việc bị lăng mạ. Hôm 4 tháng 9, nữ DJ Gabriela Cavallin công bố nhiều đoạn tin nhắn WhatsApp bằng văn bản lẫn âm thanh về việc bị bạn trai cũ Anthony tấn công. Trong những tin nhắn, có đoạn cầu thủ này dọa giết nếu cô để lộ việc. Cavallin cũng nộp đơn kiện và cảnh sát São Paulo đang điều tra Anthony. Luật sư của Cavallin cũng tố Man United bao che hành vi phạm tội của cầu thủ trẻ bằng cách cử bác sĩ của đội bóng chữa trị vết thương cho Cavallin. Anthony thuận chân trái, chơi ở vị trí tiền vệ phải cho Man United từ hè 2022, sau khi đội bóng chi 102 triệu đô la Mỹ để mua anh từ Ajax. Trước Anthony, cầu thủ chạy cánh thuận chân trái và thích mặc áo số 11 như Ryan Giggs hay Mason Greenwood cũng bị tố hành hung vợ, bạn gái. Do Anthony vắng mặt, Greenwood đang bị đẩy sang cho Getafe mượn, còn Jadon Sancho mâu thuẫn với huấn luyện viên Erik ten Hag. Man United có thể gặp vấn đề ở vị trí tiền vệ phải. Họ chỉ còn Facundo Pelistrai là cầu thủ duy nhất có sở trường ở vị trí này khi Amad Diallo chấn thương. Tuy nhiên, Ten Hag nhiều khả năng đưa Alejandro Garnacho, Marcus Rashford hoặc Bruno Fernandes sang thế chỗ Anthony.